Thanh Hà, Phương Nguyên, hạnh phúc vì tìm được nhau khi đã ngoài 50 tuổi. Khi tìm thấy tình yêu đích thực ở tuổi ngoài 50, Thanh Hà, Phương Nguyên động viên nhau vượt qua những trở ngại, tận hưởng trái ngọt hôn nhân. Sau đám cưới hồi tháng 9 năm 2022, Thanh Hà, Phương Nguyên thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, kết hợp lưu diễn và xung họp bạn bè, người thân. Thời gian này, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện giải trí. Chia sẻ với Vietnamnet, Thanh Hà nói mình may mắn vì luôn có sự đồng hành của bạn đời, nhạc sĩ Phương Nguyên, nhạc sĩ hỗ trợ cô gần như mọi việc, từ sáng tác ca khúc mới, thu âm, lựa chọn bàn phối, luyện thanh đến tháp tùng ở các show diễn, chính sự quan tâm, động viên từ nửa kia khiến giọng ca sợ yêu thấy mình trẻ lại thăng hoa hơn trong âm nhạc. Hai nghệ sĩ, hai cái tôi lớn nên đôi khi không tránh khỏi những xung đột, sau chúng tôi chóng làm lành và tìm được tiếng nói chung, tôi biết Uyên luôn muốn tốt cho mình nên không cần thiết phải tranh cãi. Tôi muốn trân trọng và biết ơn vì có một người bạn cùng nghề thấu hiểu và chia sẻ với mình mọi thứ, Thanh Hà nói. Nửa năm kết hôn, cả hai cùng tận hưởng cuộc sống lãng mạn. Họ luôn quấn quyết bên nhau như đôi tình nhân trẻ. Bên phương nguyên, Thanh Hà thấy mình như trẻ con, đúng điệu và được yêu chiều. Trường nhóm ba con mèo trước nay kín tiếng, kiệm lời nhưng luôn chu đào với bạn đời. Chị luôn dành cho Thanh Hà những lời khen ngợi về ngoại hình, giọng hát đến tính cách. Điều gì ở Thanh Hà khiến chị bị chinh phục? Phương Nguyên nói bạn đời cho chị cảm giác một người phụ nữ tinh tế, lịch sự và luôn lo nghĩ cho người khác. Chính tính cách này khiến nữ nhạc sĩ bất ngờ, ngưỡng mộ và sau đó dành tình cảm đặc biệt. Thanh Hà luôn cho tôi một sự ngưỡng mộ, khâm phục trong cách đối nhân xử thế. Dù cô ấy có là danh ca hay diva, ở Hà luôn có sự khiêm nhường, cầu thị học hỏi bất kể trong công việc hay cuộc sống. Đó là điều không phải ai cũng làm được, Phương Nguyên kể. Phương Nguyên và Thanh Hà đều ở ngưỡng tuổi ngoài 50, có tên tuổi, sự nghiệp riêng. Cả hai trải qua không ít thăng trầm trong đời sống tình cảm. Khi quyết định công khai quan hệ, họ từng lo lắng từ ánh nhìn của dư luận. Tuy nhiên, cả hai sớm bước qua nỗi sợ để chia sẻ câu chuyện của mình. Từ sự rụt rè ban đầu, cặp đôi dần thoải mái chia sẻ ảnh lên mạng xã hội. Những khoảnh khắc lãng mạn, cọn ngào trong cuộc sống đời thường của họ được nhiều bạn bè, khán giả dành sự ngưỡng mộ. Nữ nhạc sĩ nói vui cả hai đã bước qua những gấp cáp nóng vội của tuổi trẻ. Lúc này tình yêu của họ đầm thắm, chậm rãi nhưng sâu sắc. Cả hai cố gắng giữ lửa hạnh phúc gia đình, mong được cuộc sống bình yên trong những năm tháng còn lại. Mỗi ngày họ tận hưởng niềm vui. Ngoài âm nhạc, cả hai thích nói chuyện về gia đình, tập luyện thể thao và xem phim, làm vườn. Sự đồng điệu về tính cách, sở thích giúp họ thêm niềm tin vào sự bền vững của hôn nhân. Cuộc đời con người đi qua những bể dâu mới biết quý trọng hạnh phúc. Hơn 50 tuổi chúng tôi mới gặp được người mình mong muốn, cả hai luôn biết suy nghĩ để có thể đi được với nhau lâu dài, Phương Nguyên nói. Tình yêu cũng là liều thuốc tiếp thêm năng lượng cho cả hai trong công việc. Một năm qua, họ đồng hành, trở thành cặp đôi mới của làng giải trí. Đôi nghệ sĩ cùng lao làm việc, thăng hoa trong cảm xúc cá nhân lẫn cảm hứng nghệ thuật. Khi ra mắt album gồm những sáng tác Phương Nguyên viết riêng cho bạn đời. Họ cũng thực hiện một số đêm nhạc, làm MV ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, sắp tới cái ấp ủ kế hoạch cho ra mắt các dự án âm nhạc được chuẩn bị trong thời gian dài. Trên hết, họ luôn lan tỏa thứ âm nhạc cất lên từ hạnh phúc, niềm yêu thương để san sẻ đến mọi người.